Bữa nay mùng 5 tháng 5 em về trái dầu mà cái dạng bánh chạng nhé. Bánh chạng ngon quá trời cả nhà. Giờ mình ăn thôi. Bánh chạng ngon quá cả nhà ơi. Ăn đi con. Con mời bà cô chú bánh chạng với con. Hình như năm ngoái cũng ăn với con phải không? Dạ có. Bây giờ thích ăn bánh chạng đó cả nhà. Mời cái nhà nha. Bánh ngon quá cả nhà. Con mời bà cô chú. Nó ngon. Bánh ngon nhận nó bánh chạm hôm nay quá ngon. Mới là bài tết năm.